Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin trên báo nghệan.vn. Ngay sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao báo cáo về việc cảnh sát Anh thông báo có nạn nhân người Việt chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, từ Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang Anh để làm việc với các nhà chức trách xử lý các công việc liên quan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân thực hiện các biện pháp phù hợp, quan tâm, chia sẻ, động viên để họ sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này. Diễn biến liên quan, sáng mùng 3 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo Nghệ An, một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn đã có 3 gia đình rút đơn trình báo con mất tích trong quá trình vượt biên sang Anh. Những gia đình này trú ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Đức Sơn, huyện Anh Sơn và xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Do ảnh hưởng của gió mùa và hoàn lưu sau bão số 5 nên từ nhiều ngày nay, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ ở Nghệ An phải về bờ neo đậu tránh trú. Đến sáng mùng 3 tháng 11, toàn bộ tàu cá vẫn chưa thể ra khơi do trên biển đã hình thành cơn bão mới. Chính vì không thể ra khơi đánh bắt nên hơn một tuần qua, nguồn hải sản tươi sống cung cấp cho thị trường đang khan hiếm và giá bất ngờ tăng mạnh từ 20 đến 30% các loại. Ngoài ra, hải sản khô cũng khan hiếm do không có nguồn cung. Sau khi kết thúc V-League 2019, các cầu thủ như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Văn Bình, Đình Đồng và lứa cầu thủ sinh năm 1994 đồng loạt đáo hạn hợp đồng. Hợp đồng của những cầu thủ này chỉ kéo dài đến tháng 12 năm 2019. Một số nguồn tin cho rằng Đình Hoàng và Ngọc Toàn gần như đã cập bến SHB Đà Nẵng. Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng được cho là đã ký hợp đồng sơ bộ với câu lạc bộ Viettel để thi đấu cho đội bóng này tại V-League 2020. Tiền vệ Lê Thế Cường cũng sẽ khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An. Hiện tại, đội trưởng Nguyên Mạnh cũng đang được câu lạc bộ Viettel liên hệ, nhưng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang tìm mọi cách để giữ chân trụ cột của mình. Theo tìm hiểu của báo Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đã làm việc với một số cầu thủ còn lại như Nguyên Mạnh, Phúc Tịnh, Đình Đồng, v.v. Theo đó, Sông Lam Nghệ An dự kiến sẽ ký hợp đồng với nhà tài trợ mới vào ngày 6 tháng 11. Vào ngày 7 tháng 11, đội bóng sẽ ngay lập tức làm việc với các cầu thủ nói trên. Nếu sau ngày 7 tháng 11, các bên không thể tìm được tiếng nói chung, thì có thể Nguyên Mạnh và Phúc Tịnh buộc phải ra đi.